Trong cái video clip này, Hãy sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách để mà cài đặt cái phần mềm Video Explendio. Đầu tiên bạn vào website vanthuonghi.com/do. Ok, vanthuonghi.com/do. Ok, chúng ta enter một phát thì nó sẽ có ba cái file. Ok, thì nó sẽ ra như thế này, nó sẽ có ba thư mục để bạn tải về. Bạn bấm từng thư mục, bấm vào từng cái, và bạn hãy bấm vào nút tải bên đây và nó sẽ tải về. Ok, và tương tự như thế bạn tải hai file này. Ok, và khi mà bạn đã tải xong thì nó sẽ về đây. Khi bạn tải ba cái file đó xong thì bạn sẽ đạt được những cái bước như thế này. Và tiếp theo là chúng ta bắt đầu tiến hành cài đặt. Chúng ta mở cái phần mềm này ra. Đây có cái phần mềm mà chúng ta mở nó ra thì nó sẽ bắt đầu giải nén và cài đặt. Bạn không cần phải giải nén ra, bạn có thể cài đặt bằng phương pháp này, rất đơn giản và không phải tốn cái gì hết. Bấm vào xong nó sẽ hiện ra cho bạn một cái phần cài đặt nhé. Ok, sau đó chúng ta gõ chọn xong, chúng ta ok, next, agree, next, next, create icon, install, và chúng ta chờ nhé, chờ cho nó chạy tới đây nhé. Ok, và nó sắp thành công. Ok, bây giờ nó đã thành công, chúng ta bỏ dấu tích này, chúng ta bấm finish. Sau đó chúng ta chuột phải là cái chỗ này, là cái file mà 5M đấy, chúng ta chuột phải nó ra, chúng ta giải nén nó ra. Ok, giải nén nó ra, nó sẽ ra một cái thư mục này, chúng ta copy nó này. Và sau đó ở đây nó có một cái phần mềm Explendio này, thấy không ạ? Nó vừa cài đặt ra desktop của bạn. Chuột phải nó, property nó. Ở đây nó có phần open file locate. Là chúng ta vào cái thư mục nó, hoặc là vào chúng ổ C, vào my computer ổ C, program file x68, rồi Explendio video creator, sau đó chúng ta chuột phải chúng ta paste, replace. Ok, và như thế đã xong. Tiếp tục bước cuối cùng. Bước cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ copy cái này, copy cái slide này. Copy nó này. Chúng ta dán qua đây. Paste. Cho nó dán ra xong, chúng ta sẽ làm bước tiếp theo nhé. Rất đơn giản rồi, sắp xong rồi đấy. Sau đó chúng ta chuột phải nó để giải nén nó ra. Nhớ là extra here chứ không phải là file nha, extra here nhá. Bấm vào extra here. Click vào đây. Nếu mà bạn theo không kịp, bạn bấm yes to all. Nếu mà bạn theo không kịp thì bạn có thể tua video lại để bạn xem nhé. Ok, và chờ cho nó chạy hết. Ok, và khi nó đã giải nén ra thành công thì ok, chúc mừng bạn. Ok, như thế này là ok này. Tất cả cái theme này mua rất đắt tiền nhé. Và chúng ta đã cài đặt hoàn thành cái phần mềm. Và bây giờ chúng ta thử vào phần mềm, mở nó ra, nó sẽ như thế này. Ok, bấm dismiss. Chúc mừng bạn đã tạo cài đặt thành công phần mềm Video Explendio và cài đặt các giao diện rất là đầy đủ chức năng hết luôn rồi. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục với video clip tiếp theo, hãy sẽ hướng dẫn cho bạn những chức năng và cái cách thức làm thế nào để tạo ra một cái video cực kỳ chuyên nghiệp một cách cực kỳ đơn giản nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.